Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với Ai Cũng Có Chuyện. Và dĩ nhiên mỗi tuần một câu chuyện. Chúng ta đã từng được nghe ở đây câu chuyện của rất nhiều bạn trong rất nhiều lĩnh vực. Mà dù cho lĩnh vực nào đi chăng nữa thì mình tin rằng là cái sự đồng điệu hoặc là cái sự chạm vào nhau ở những câu chuyện của những nhân vật được kể ở đây với trải nghiệm của quý vị khán giả đang theo dõi chương trình là chắc chắn có diễn ra. Và đó là lý do mà chúng tôi tin rằng từng câu chuyện được kể ở đây mỗi tuần có thể không phải là trải nghiệm riêng của quý vị khán giả, nhưng nó sẽ là những cái ngọn đuốc hoặc là những cái đốm lửa soi đường để chúng ta có thể theo đó mà biết rằng trên cái hành trình của riêng mình thì mình nên lựa chọn điều gì cho chính xác. Và ngày hôm nay cũng vậy, chúng tôi hy vọng rằng là tự sự của nhân vật đến với chương trình ngày hôm nay cũng sẽ là một cái chất liệu thực sự quý giá đối với quý vị khán giả. Còn họ là ai và câu chuyện của họ như thế nào thì chỉ có khi nào nhân vật của Ai Cũng Có Chuyện lên tiếng chúng ta mới có thể biết chính xác mà thôi. Nhi họ. Em chào chị Tân Nhan, xin chào quý vị khán giả. Em tên là Linh, nhưng mà mọi người biết em với cái tên là Hỷ Khí Dương Dương, bởi vì cái kênh mà những cái kênh trên nền tảng mạng xã hội của em là Hỷ Khí Dương Dương. Nha. Yeah. Hỷ Khí Dương Dương. Chị phải thừa nhận là chị có follow em nha. Cảm ơn chị Tân Nhan. Và vì chị follow em cho nên là chị sẽ thấy em có rất là nhiều trải nghiệm trong cuộc sống nè, em có review ẩm thực nè. Rồi em cũng có làm về văn hóa nè. Rồi em có một cái series đó là chè chửa với lão Phật gia nè. Rồi em cũng có những cái content giới thiệu về đời sống của người Hoa tại Việt Nam nè. Nói chung rất là nhiều. Và chị cũng rất là ấn tượng với cái năng lượng tích cực mà em trao gửi trên các cái sản phẩm của mình. Thế thì bây giờ nó vấn đề là gì, là nó quá nhiều chất liệu như vậy luôn. Thì bây giờ cái giới hạn của chương trình của mình nó có ngắn ngủn à. Thì câu chuyện ngày hôm nay em muốn ngồi đây em chia sẻ với chị và mọi người sẽ là câu chuyện liên quan đến cái chủ đề nào? Công việc, gia đình, tình yêu, tình bạn, học vấn. Em nghĩ là về câu chuyện mà ba em mất thì em cũng đã chia sẻ rất là nhiều lần rồi. Em nghĩ là quý vị khán giả thì cũng đã tức là đa phần khán giả cũng đã biết được câu chuyện ba em mất. Nhưng mà chắc cũng em chưa từng chia sẻ với ai là làm sao mà em với mẹ em vượt qua và cái lúc đó là đã trải qua những chuyện gì sau khi mà cuộc sống không có ba. Có nghĩa là mình sẽ nói về trải nghiệm của cái việc là mình rời xa một cái người thân như thế nào. Cái thời gian mà ba vẫn còn chung sống trong gia đình cùng với hai mẹ con thì cái ký ức của em về ba, về cái sự trưởng thành mà em có với ba, nó là những cái ký ức như thế nào? Chăm sóc sức khỏe đúng cách cho bạn và gia đình với Doctor Network, nền tảng video y tế được xác thực bởi bác sĩ. Con người mình đó là khi mà mình đang có mọi thứ á, thì mình cảm giác như là không có quý đâu, tức là mình không có trân trọng, tức là mình không phải ấy là miệng mình nói mình luôn trân trọng mà thật sự là kia mình chưa mất á, ấy là mình chưa mất đi cái người thân đó, hay là mình không còn cái tận hưởng được cái giây phút như bây giờ thì mình mới nghĩ lại thì mình mới cảm thấy tại sao lúc đó mình không trân trọng hơn, tại sao lúc đó mình không làm cái này làm cái kia cho người thân mình nhiều hơn. Thì lúc đó em chính là cái người mà em nghĩ là cuộc sống nó luôn luôn mỉm cười với mình, tức là không có nghĩ tới cái ngày là ba mẹ mình sẽ không còn bên mình hay là sau đó, chỉ nghĩ đơn giản là cái chuyện đó chắc cũng không có xảy ra với mình bây giờ, có thể là sau này lớn hơn nữa thôi, sau này rồi tính, bây giờ mình cứ vui trước mắt đã đi. Cứ chứng kiến mỗi ngày như là ba mình kiểu như nhiều khi la mình hoài á, mình cũng bực á. Cứ cấm mình làm cái này, cấm mình làm cái kia hoài thì mình cũng bực. Thật sự là chị Tonya có thể thấy là em có series chè chửi của lão Phật gia, đó là mẹ em, thì mẹ em cũng hơi khó rồi, nhưng mà ba em hồi trước còn khó hơn nữa ạ. Kiểu như là ba em khó một cách vô lý nữa, hay gọi là vô lý, nên lúc đó là em rất là quạo ở nhà, em hay khó chịu với ba lắm. Sẽ có nhiều quy tắc lúc đó ba đặt ra cho em. Dạ. Và một nhiều khi nghĩ lại thì cũng thấy hơi vô lý thật, nhưng mà nếu mà còn có ba nữa thì em sẽ không có quạo như ngày xưa. Đó là bây giờ cái suy nghĩ là khó cũng được, khó cũng được, mình miễn có cần có ba thôi là được, là cái suy nghĩ của bây giờ. Chị muốn biết Hỷ Khí Dương Dương của cách đây hơn 10 năm trước mình đã đón nhận những cái quy tắc đó như thế nào. Thường thì mình nó em có đọc được một cái bình luận rất hay của một bạn
follower đã để lại cho em là thường mình sẽ có rất là kiên nhẫn với lại người ngoài, nhưng mà lại không có đủ kiên nhẫn với lại người trong gia đình. Thì hồi xưa em là một người không có kiên nhẫn. Ngày xưa thì mình, ba em mới có sử dụng điện thoại, thì hồi xưa là chỉ điện thoại là bấm bấm thôi chứ chưa có iPhone như bây giờ. Thì em cũng làm biếng chỉ ba cách nhắn tin nữa. Ừ. Cái lúc đó chỉ còn bấm nhắn thì cái số ngày xưa là không phải là cái bàn phím như mình, nó sẽ khó hơn. Thì chỉ hai ba em cũng không biết, mà thật sự là ba em không rành tiếng Việt lắm. Nên là em chỉ hoài, cái ba em quạo lắm. Ba em kiểu như là chỉ mà không hiểu thì ba em sẽ nạt em. Sau đó là em nạt thì em kiểu như là thế với em quạo. Sau đó là em không chỉ nữa. Mệt quá, chỉ là đá hoài, bá cũng không biết đâu. Thôi chừng nào mà muốn nhắn tin ai đưa đây đi. Vậy như vậy. Mà nghĩ lại ngày xưa thì mình cũng thấy mình hổn thật. Ngày xưa là em là 9 giờ rưỡi là phải về nhà. Thì cái thời gian đó, nếu bây giờ đó với em á, thì em thích ở nhà hơn. Nhưng mà ngày xưa cái thời mình còn tuổi teen á chị, là những cái năm mà em 14, 15 tuổi là em bắt đầu thích đi chơi với nhiều bạn bè ở ngoài hơn, và em bắt đầu có crush. Thì em dĩ nhiên là trong cái đám bạn mà có người mà mình crush thì mình muốn ở trong, mình muốn chơi với bạn nhiều hơn, mình muốn được nhìn họ lâu hơn. Dạ đúng rồi, muốn cái thời gian đó của mình đó dành cho đám bạn đó, và trong đó có những người mình thích nhiều hơn. Thì mỗi lần mà ba em gọi em về đó, thì em rất là khó chịu. Cái tuổi đó thì thích ai thì dễ biết lắm chị, kiểu như mình luôn không có ở nhà, sau đó là mình cứ chơi với đám đó hoài, thì ba em mới nghi ngờ là em thích anh nào trong cái đám đó. Sau đó là ba em cứ hỏi hoài luôn, kiểu như một người mẹ tâm sự với con gái nó khác, nhưng mà khi ba mà hỏi cung là khác. Cứ hỏi là tại sao mày lại đi hoài, ở trong đó mày thích thằng nào, kiểu như vậy. Thì mình đụng tới cái điểm mà nhột của mình thì mình càng khó chịu. Sau đó là lúc đó là em quạo lắm, em không nhớ em nói gì, nhưng mà em nhớ cái lúc đó là em đóng cửa một cái rầm, em trốn vô phòng, rồi sao em không muốn gặp ba em nữa. Sau đó là mẹ em phải lên nói là bây giờ kiểu như là có thích ai trong chổng thì nói, tuổi này mình không có nên là kiểu như là yêu ai cái thời điểm đó, tại vì lúc đó còn nó có 13, 14 tuổi gì ha. Năm đó thì em cũng có đi tập nhảy, nhưng mà mới đầu thì mẹ em chỉ muốn em nhảy để cho khỏe, tập thể dục. Nhưng mà dần dần thì cái lớp nhảy đó của em thì thành một cái nhóm dance luôn. Yeah. Một cái nhóm nhảy mà ngày xưa là rất là đích thịnh, mà mình đi biểu diễn vũ đạo cho các ca sĩ. Dạ đúng rồi, vũ đoàn này vũ đoàn kia này kia. Nhưng mà đối với em là cái đó là một cái gọi là cơ hội để em phát huy một cái gọi là niềm đam mê. Nhưng mà không, đối với ba mẹ em, nhất là những người ba mẹ lớn tuổi bảo thủ á, thì sẽ cảm thấy như vậy sẽ là không tốt, như vậy sẽ dễ dàng học hư, hay là nhiều khi là mình đi diễn sẽ gặp phải những cái chuyện không hay. Thì lúc đó là cấm cản dữ lắm. Nhưng mà cái lúc đó lại cái niềm đam mê của mình đang bừng sáng, mà lại có nhiều cơ hội mà bị ba mẹ cấm cản, nó càng thật sự là càng không muốn ở nhà. Em đã đóng cửa rầm rầm rất là nhiều lần, và kiểu như em đã có cái suy nghĩ là hay là mình bỏ nhà ra đi luôn. Theo cái tiếp nhận của em ở thời điểm đó là ba thô bạo đó, thì cái đỉnh điểm nhất của hành vi thô bạo mà ba dành cho em những năm tháng đó là nó đến mức nào? Có đòn roi luôn không? Dạ không, ba em thì không đánh em. Sao lớn thì không đánh, mà con nít thì con hồi còn nhỏ thì có, thì dạ thì có. Nhưng mà chỉ đánh nhẹ thôi, chứ ba mẹ em không bao giờ mà đánh mạnh tay. Nhưng mà những cái lời nói rất là khó chịu, sát thương, kiểu như là tức quá. Là ba em một người rất là nóng tính, di truyền cái tính đó của ba, nên là nhiều khi là em bực ai em cũng có thể nói những lời sát thương rất là nặng. Nhưng mà nên bây giờ em mới hiểu được lúc đó ba tức quá. Kiểu như lúc đó là đi với bạn thôi, nhưng mà nói tới cái cảnh mà đi với thằng nào rồi đi coi chừng chữa hoang về đó không hay, mà kiểu là mình cứ đi với bạn thôi mà tại sao lại nói như vậy. Kiểu mình cảm giác là mình bị đánh giá phẩm hạnh, ba cho rằng là mình có thể bị hư hỏng, và điều đó nó chạm vào sự tự ái của một cô gái mới lớn. Đến năm em bao nhiêu tuổi thì cái nhân duyên của em với ba dừng lại? Là 2015 là chắc 19 tuổi, 19-20 tuổi. Thế thì sau khi ba mất, cái khoảnh khắc nào
nó làm cho em cảm thấy chợt nhớ lại. Và mình nghĩ là thôi kệ, anh ba khó tính cũng được, phải chi lúc này ba còn đây là được. Thì cái khoảnh khắc đó lần đầu tiên mình cảm nhận được nó diễn ra làm sao. Cái lúc mà ba mất á thì em vẫn còn ham chơi. Nói xa ra em vẫn chưa có cảm nhận được mình sự mất mát. Sau đó là em cảm giác như là bây giờ. Đến bây giờ. Trong những hoàn cảnh nào thì em thường dễ mũi lòng để nghĩ rằng là phải chi còn ba? Bây giờ. Mỗi lần nhắc tới ba là em vậy á. Kiểu như là trước giờ là em làm được cái việc thành công nhất là bây giờ. Thì em muốn ba biết được điều đó. Thành công rồi, hồi ngày xưa là ba thích được đi ăn ngon. Mà ngày xưa thì chị có cảm thấy là cái ngành F&B, cái ngành mà ẩm thực đó, chỉ mới phát triển ở Việt Nam mình dạo gần đây thôi. Còn ngày xưa mà nói về năm mà năm 2014-13 đổ xuống đó, thì nó chưa có được rộng lắm. Ràng. Dạ đúng rồi, ít có món ngon, ít có một cái căn mà nói mở hoa đi, một cái căn bán dim sum hay là vịt quay cái gì mà nó nhiều như bây giờ. Ngày xưa là ít lắm, ngày xưa là ăn là mát lắm. Bây giờ thì mình có cơ hội rồi, nhiều khi là mình cũng được mời đi ăn. Thì chỉ muốn là dẫn theo ba thôi, chắc ba sẽ vui lắm, nhưng mà giờ không có nữa. Nghĩa là khi mình có những cái thành tựu thì mình lại thấy trống vắng ngay bên cạnh mình một cái người mà mình rất muốn họ là cái người hưởng thụ đầu tiên. Dạ đúng rồi. Nãy giờ chúng ta chìm đắm trong cái cảm xúc của em, là cái cảm xúc của một cái đứa con mà đã bị quản thúc cũng khá là hà khắc. Nhưng mà thực ra đoạn này chị muốn dừng lại một tí ha. Dù cho phụ huynh có khó tính hay không khó tính, thì ở giai đoạn 13, 14, 15, 16 tuổi, những cái cảm giác muốn bứt phá ra khỏi gia đình, đi ngược lại với ý kiến của phụ huynh, hoặc là cảm thấy phụ huynh phiền quá, là một cái tình trạng khá là phổ quát ở những bạn tuổi dậy thì. Có nghĩa là dù cha bà em lúc đó không có bắt em đi chơi về sớm, không có gạn hỏi em đứa nào là bạn trai hay gì, dạ, thì vốn cái việc là mình thích đi chơi với bạn, mình có một đứa crush, thậm chí vài đứa crush, rồi mình thích những cái chốn hội hè vui vẻ, mình thích mình được tỏa sáng, nó vẫn là cái câu chuyện lúc đó em vẫn có. Chứ không phải là vì cái sự cấm cản của phụ huynh mà nó kích hoạt cái điều bên này. Có điều là đôi khi phụ huynh trong cái sự không khéo léo của mình, nó làm cho các bạn dẫn đến những hành vi chống đối thôi. Dạ. Chứ phụ huynh có dịu dàng đi chăng nữa thì đây cũng là một cái hình ảnh rất là phổ biến của tuổi dậy thì nói chung. Thì nãy giờ mình nói về mình thôi, mình nói về tâm trạng của một đứa con. Lão Phật gia thì sao? Trong cái sự rời đi của ba em. Tại vì em với ba gắn bó với nhau mười mấy 20 năm, nhưng mà ba với mẹ em thì sẽ dài hơn. Cái đặc thù của cái việc kết nối giữa ba em với mẹ em nó sâu đậm hơn. Cái vai trò của họ đối với nhau nó đặc biệt hơn. Thế thì cái sự hụt hẫng mà mẹ có khi mà ba rời đi á, thì em có quan sát thấy không? Em cũng phải tự trách bản thân mình là lúc đó em vô tâm. Em chỉ nghĩ tới một bản thân em thôi. Nhưng mà lúc đó là em chỉ nhớ rõ là mẹ em rất là kiên cường. Mẹ em không khóc. Và bởi vì mẹ em nói là nếu mà mẹ em khóc nữa thì em sẽ còn bất ổn hơn nữa. Cho nên là mẹ em cố gắng không khóc và cover luôn cái phần của ba. Nhưng mà nói trước là thật sự là ở trước đây á thì ba em vốn dĩ đã không có quản lý chuyện gia đình nhiều như mẹ em. Mẹ em chỉ là một cái người mà superwoman, là một cái người gọi là phụ nữ mà quản xiết cả gia đình luôn. Từ kinh tế cho tới là làm ăn, ba em chỉ góp ý cho mẹ em này kia. Tại vì mẹ em là quá một người quá wow rồi. Cho nên là em vẫn cảm thấy là lúc đó là mẹ rất là vững mọi chuyện, mẹ em vẫn xoay sở được cái cuộc sống, vẫn đủ khả năng để mà làm hậu sự cho ba. Lúc đó là em thật sự là em không biết lúc đó em đang suy nghĩ cái gì mà em lại không quan tâm. Em không biết làm hậu sự bao nhiêu tiền, em không biết là có đất để mà chôn hay không. Em không quan tâm một cái gì hết, bởi vì em nghĩ là luôn luôn có mẹ đứng ra rồi, luôn luôn chuyện mọi chuyện có mẹ em chứ. Lúc đó là em 20 tuổi rồi mà cứ như là một đứa con nít, không biết một cái gì cả. Em cứ quan tâm cảm xúc của bản thân là chừng nào mình mới hết buồn đây, chừng nào mình mới có thể trở lại cuộc sống bình thường đây, như vậy thôi. Tới bây giờ em suy nghĩ lại em mới cảm thấy là mình là một con người quá là vô tâm đi. Thế thì khi mà mình suy nghĩ lại mình thấy mình vô tâm,
thì mình nhìn qua lão Phật gia nhà mình thì mình thấy người phụ nữ ấy thực ra có nhột nỗi đau không? Có sự hụt hẫng, có sự trống vắng không? Tới bây giờ thì em mới tâm sự với mẹ nhiều hơn á, thì mới cảm thấy tại sao mẹ mình hay quá, có thể vượt qua những cái này mà hai mấy năm nay mình không có đi quan tâm. Cho nên là em mới nghĩ là thôi bây giờ em sẽ gắng làm nhiều hơn để có thể là dẫn mẹ đi đây đi đó, bù đắp lại cho lão Phật gia. Tại vì có thể nhiều khi á, hình ảnh của mẹ là một cái hình ảnh của một nữ cường nhân rồi, của một cái superwoman giống như em nói, là wow, mẹ cân được cả thế giới. Nhưng thực ra họ cũng là phụ nữ thôi. Thậm chí là nhiều khi lúc mà ba còn sống á, giữa mẹ với ba nhiều khi cãi nhau mỗi ngày. Ê, cái này có trong gia đình người Hoa. Có, gia đình người Hoa vui lắm, ngày cãi nhau 8 lần. Gốc Hoa đây. Và nhà chồng chị là người Hoa cho nên vui lắm, cái chuyện đó nó rộn ràng từ sáng đến chiều. Và người phụ nữ họ làm được rất là nhiều việc luôn, thậm chí là từ buôn bán, đối nội đối ngoại, chuyện trong nhà ngoài ngõ là một mình làm hết. Nhưng nếu như không có người đàn ông, thực ra dù cho có cái người đàn ông cũng thấy ông cũng không có tham gia bao nhiêu chuyện đâu, nhưng ông cứ ở đó. Nhưng mà phải có một người nào đó bên mình để động viên, hoặc là người ta tạm yên tâm rằng mình không có cô đơn. Cho nên chị tin rằng là thực ra mẹ em cũng có những cái khoảng trống. Mặc dù là ví dụ như một số clip chị coi thì mẹ vẫn nói không, tao đang khỏe lắm, tao ở một mình khỏe lắm, đừng. Nhưng mà cái sự mất đi một cái người bạn hôn nhân, nó cũng không phải là câu chuyện dễ dàng gì. Cũng có thể mẹ không muốn nói với em, nhưng chắc chắn là khoảng trống đó nó có. Đúng rồi, tới bây giờ em mới phát hiện là mẹ không có muốn biểu lộ cảm xúc của mình cho em. Chỉ là dạo này là ở nhà đỡ hơn thôi chị Tania, kiểu như là thấy là em bây giờ hoạt động mạng xã hội rồi được người ta nhận ra, người ta biết tới, rồi mẹ mới mở lòng hơn, chịu quay video, chịu nói về bản thân, thậm chí là chịu lên sóng để mà bày tỏ cái suy nghĩ của mình, cảm giác của mình ở những chương trình khác á. Trước đó thì em đã thấy là mẹ là có một cái sự thay đổi rất là lớn rồi. Ngày xưa mẹ không có như vậy, mẹ lúc nào cũng giấu giếm cảm xúc của mình. Em có nghĩ rằng là nếu như ở những cái năm mà em 13, 14 tuổi á, em rất là áp lực, em rất là khó chịu với ba em, thì trong vai trò một người vợ thì khoảng thời gian đó mẹ em sẽ phải chịu từ hai phía, là từ phía em lẫn ba em. Em trong vai trò một người con cảm thấy rất là áp lực. Và đặc biệt trong gia đình người Hoa, con hư thì mẹ tới công chuyện. Thì lúc đó em có nghĩ là mẹ em cũng rất áp lực với ba em? Dạ đúng rồi. Cái lúc đó là thật sự là em không có để ý, nhưng mà bây giờ thì ngồi nói chuyện lại thì em mới biết thật sự lúc đó mẹ em không có khỏe được như bây giờ. Bây giờ là mẹ em kiểu là khỏe nhất, khỏe về tinh thần, thể chất lẫn sức khỏe luôn. Mà hồi ngày xưa lúc đó là mẹ em là kiểu cực kỳ áp lực, quạo hơn bây giờ. Nhớ lại thì thấy quạo hơn bây giờ, bởi vì là họ áp lực quá. Lúc đó là cũng bán buôn rồi, bán sỉ nữa. Còn bây giờ là kiểu thôi, mẹ cảm thấy là không có tham được nữa. Rất là không có, mình không có tham mà đi bán sỉ rồi nhiều mối như ngày xưa được nữa. Bây giờ mình chỉ cần là an nhàn, một ngày đủ bán đủ bữa cơm là được rồi, chứ không có tham như ngày xưa. Ngày xưa là có ba em là tư vấn đứng ra nữa. Nhiều khi là chị cũng biết là làm ăn này kia, đâu phải một người phụ nữ đứng ra nói chuyện là được. Thường là ba em sẽ nói giùm. Hồi này còn mẹ em thì tính toán đầu óc, còn ba em sẽ là người đàn ông đại diện nói giùm. Còn bây giờ thì em thấy mẹ em là đỡ hơn ngày xưa nhiều. Thực ra khi chị hỏi về mẹ, chị chỉ muốn cho em thấy rằng là còn một người nữa đang rất là cần cái sự thể hiện của mình, cần cái sự đồng hành của mình. Thế thì quay trở lại với nhân vật chính mà mình được muốn kể ngày hôm nay đi, là ba em. Thế thì ở thời điểm hiện tại, cái khoảnh khắc mà mình nhận ra là trời, giá như còn ba, giá như những cái điều này ba được thấy, giá như cái trải nghiệm này mình được làm với ba của mình. Nhưng đó là giá như, bởi vì muốn hay không thì quy luật cuộc đời sinh lão bệnh tử, và chuyện đó nó xảy ra rồi, thì ba đã đi rồi. Thì khi mà mình giá như vậy đó, nhưng mà mình nhận ra là không thể, tại vì ba đi rồi, thì em làm sao để em cân bằng lại cảm xúc của em, và em nghĩ về điều gì để mình tích cực hơn? Mẹ, em nghĩ tới mẹ, kiểu như là em nghĩ là bây giờ bù đắp lại cho mẹ đi, để cho sau này mình không hối hận. Là cái từ em dùng ở đây là hối hận. Em có nghĩ là tại thời điểm đó thực ra mình cũng đâu có thành công như bây giờ, thì cũng không bù đắp được cái gì. Lúc đó thì em nghĩ là chỉ cần nhỏ nhẹ với họ, nghe lời. Sau đó là
Đúng rồi, tuy là mình không có đủ kinh tế để mà dẫn họ đi ăn, nhưng mà mình cũng có thể là đi ăn cùng họ. Không cần những món là quá ngon, chỉ cần là cả gia đình cùng đi ăn chung. Thật sự em nghĩ là em muốn có cỗ máy thời gian của Doraemon quay về mà tát cho em một bạt tay. Tỉnh đi, đừng có đi chơi với đám bạn nữa. Tới bây giờ em cũng đâu có chơi với ai trong đám đó đâu. Kiểu vậy á. Tình bạn nó không có tới bây giờ, không có tới cái mức mà mình phải bỏ gia đình để mà mình đi chơi vậy nè. Nhưng mà nếu như không có cái trải nghiệm mà đi chơi với đám bạn đó thì em làm sao giác ngộ ra được rằng là không thể nào theo bạn để bỏ gia đình. Mọi chuyện nó xảy ra nó đều có cái lý do của nó hết. Dĩ nhiên là chúng ta được quyền nuối tiếc chứ, chúng ta được quyền giá như. Nhưng mà giá như thôi. Và chị rất là thích cái ý của em. Cái sự giá như này nó không có đơn thuần là việc hưởng vật chất. Để rồi người ta nói là ơ tôi chưa có thành công thì tôi không cần phải hối hận. Thực ra chúng ta chỉ cần nhìn lại để coi là cái đối đãi của mình dành cho người lớn á, nó có đủ ôn hòa hay chưa. Bởi vì cái việc mà mình đối đãi với người lớn một cách ôn hòa cũng là một dạng hiếu đạo rồi. Để làm vui lòng nhau và bản thân mình cũng được cảm thấy trọn vẹn với cái tình cảm đó. Thế thì ngày hôm nay khi mà em ngồi đây và em chọn cái lát cắt rất là mỏng này, nhưng mà nó thực sự lung linh để em kể cho mọi người á, thì cái điều mà em mong muốn được nói với quý vị khán giả là cái gì? Thật sự là em cũng không có phải là một cái người mà trải qua quá nhiều, hay là một cái người gọi là thành công gì đó nha, để mà khuyên giải. Không, không người. Nha, không nha, có nha, cô có sức ảnh hưởng. Cô cẩn trọng. Vậy thì sao? Giờ mình sẽ nói gì với những khán giả yêu mến mình, với những bạn theo dõi mình, và với khán giả của Ai Cũng Có Chuyện? Em chỉ hy vọng là, nói chung là phụ huynh hay là những người mà người nhà của mình, tức là không cần là phụ huynh đi, nhiều khi là người dì hay là người mà có tình cảm với mình đó, ở với mọi người, ông bà gì cũng được, nói chung là cái người mà mình quý trọng sẽ luôn được có sức khỏe. Nói chung là sức khỏe là quan trọng nhất để họ có thể đồng hành với mình lâu dài. Sau đó là phận làm con như em á, nếu mà cần có ba hoặc cần có mẹ thì tốt nhất là nên nhỏ nhẹ lại với họ nè, rồi dành nhiều thời gian cho họ hơn. Mặc dù biết là ai cũng có cuộc sống riêng, ví dụ như là công việc, bạn bè cũng phải cân bằng, nhưng mà em vẫn mong là mọi người có thể dành nhiều thời gian cho ba mẹ mình hơn. Bởi vì là khi mà mình thật sự là bây giờ mình chưa cảm nhận được đâu, khi mà không còn nữa, trời hối hận lắm. Khi mà mình đã làm được một cái gì rồi á, mình muốn cho họ biết cũng không còn có ai để mà chia sẻ. Trời, nhiều khi á là em tưởng tượng thôi nha, em tưởng tượng trời một ngày nằm đó mà không còn mẹ luôn, trời em không dám suy nghĩ tiếp luôn. Nhưng em rất là sợ, cho nên em mới là bây giờ có một cái gì, mình có bao nhiêu hay là mình có làm được cái gì á, thì mình cũng cho mẹ mình hưởng thụ rồi tốt nhất có thể. Nên là đó, em chỉ muốn chia sẻ với mọi người như vậy thôi, là trân trọng để không bị hối hận về sau. Nếu như được khuyên em thì chị sẽ lưu ý em về việc chuẩn bị cho cái gọi là quy luật cuộc đời. Cách để chúng ta trọn vẹn với người thân của mình hiện tại á, đó là việc chúng ta phải chuẩn bị tâm thế để đón nhận những cái thuộc về tương lai nữa. Sợ lắm. Sợ vẫn phải chuẩn bị. Bởi vì nó là cái mà chúng ta không phải là cái người có thể thao túng. Dĩ nhiên là mình không mong muốn, nhưng giữa cái em muốn với cái em không muốn, chuyện diễn ra buộc phải diễn ra. Dạ đúng rồi. Khi mình chuẩn bị như vậy á, chí ít nó cũng là một cái sự chủ động để mình quý hơn những cái thời khắc hiện tại và mình vững vàng hơn trong tương lai. Ok. Thực ra thì chắc chắn một điều là đời người là hữu hạn. Chúng ta hoàn toàn có những cái cơn thịnh nộ về nhau trong một số những cái trường hợp, trong một số những cái tình huống giao tiếp. Nó đến từ cái tâm tư của người làm cha làm mẹ trong cái việc cảm thấy bất an với hành động của các con. Nó cũng đến từ tâm tính của những người con khi cảm thấy là mình bị trói buộc và quản thúc quá nhiều bởi những người làm cha làm mẹ. Tuy nhiên cuối cùng rồi á, căn bản nhất vẫn là cái tình yêu thương mà hai bên dành cho nhau. Đó là quan hệ cha mẹ và con cái. Và trong nhiều những cái mối quan hệ khác thì nó sẽ là những cái câu chuyện mà ai cũng muốn tốt cho người còn lại, nếu như đó là một dạng chân tình. Vậy thì hãy cố gắng bình tĩnh. Bình tĩnh để mình được sống trọn vẹn trong cái tình cảm đó. Vì như đã nói, tất cả chúng ta đều không đứng trên quy luật. Cái câu chuyện có đó rồi xa đó,
ngày hôm nay ở đây nhưng mà ngày mai ở đâu thì nó là cái câu chuyện của vô thường mà mình không cản lại được. Thế thì khi không cản lại được thì chúng ta trọn vẹn cho từng giây phút hiện tại, để chúng ta không cần phải đối diện với những cái sự hụt hẫng về sau. Hoặc là chí ít dù cho chúng ta đã rời đi rồi, chúng ta cũng không bị day dứt rằng là giá như ngày xưa tôi thay đổi thế này, tôi khác đi một chút. Tuy nhiên, thỉnh thoảng chúng ta có một chút cảm giác hối hận, đôi khi nó cũng là chất liệu cần thiết để chúng ta quay ngược trở lại, chúng ta quý những gì mà chúng ta đang có. Đôi khi cái tình cảm gắn bó mà em đang dành cho mẹ nè, em đang dành cho tất cả những người xung quanh em hiện nay, nó chính là cái kết quả của cái việc em ngộ ra rằng là wow, mình đã không có kịp yêu thương ba mình. Vậy thì bây giờ mình không thể bỏ lỡ thêm một người thân nữa. Cho nên là cảm giác hối hận đôi khi nó cũng có giá trị của nó chút đỉnh, nhưng đừng để chúng ta bị trượt dài trong cái cảm xúc hối hận như thế, bằng cách là hãy sống trọn vẹn ở thời điểm hiện tại với những người thân yêu và xứng đáng đối với mình. Còn bây giờ thì cảm ơn câu chuyện của Hỷ Khí Dương Dương, như chị nói một cái lát cắt rất là mỏng, bởi vì có thể là mọi người cũng đã nghe rất là nhiều câu chuyện của em rồi, nhưng mà cái lát cắt này, cái cảm xúc về một người ba nó thực sự lung linh, nó thực sự sáng. Cảm ơn em đã chia sẻ cái cảm xúc đó, không giấu những cái sự xúc động của mình với quý vị khán giả. Và hy vọng là câu chuyện của bạn ấy thực sự là một cái câu chuyện để mọi người cũng có thể giật mình chút đỉnh rồi nhìn lại bản thân của mình, và chúng ta hành động những gì cần phải hành động để cuộc sống của mình nó vui hơn, nó chất lượng hơn và nó đầy đặn hơn. Rồi, cảm ơn mình Morgan rồi đó. Rồi rồi, bây giờ anh chủ động giới thiệu một số những cái thông tin cơ bản về bản thân của mình nhé. Họ tên, ngày tháng năm sinh, tên tuổi, quê quán, công việc hiện tại nhé. Vâng. Thì mình họ tên là Trần Như Đạt. Thì mình ở Hà Nội. Thì mình đang làm công ty tư vấn du học Hàn Quốc. Thì còn công ty gì nữa không nhỉ? Thì mình Đạt sinh năm bao nhiêu? Đạt sinh 92. Rồi. Chương trình của mình là quay ở thành phố Hồ Chí Minh nhé. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò là sẽ quay ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì không biết là nếu mà bạn đang ở Hà Nội ấy, thì tìm kiếm được bạn gái phù hợp thì bạn có bay được vào không? Cái đấy thì được. Nếu vào cuối tuần, chương trình mà vào cuối tuần thì mình có thể bay vào đấy được. Không, cái này là bọn mình phải báo để sắp xếp luôn. Tại chương trình người ta cũng không bao giờ, thì cũng phải tùy từng thời điểm mới quay vào cuối tuần hay không. Thì là nếu mà sẵn sàng tham gia thì bên mình sẽ báo cho bạn trước ít nhất là khoảng một tuần. Thì bạn phải cố gắng sắp xếp vào tham gia với chương trình nhé. Vâng. Thế cho mình hỏi là cái thời gian mình chương trình mình tổ chức thường là rơi trong tuần là hay là như nào? Có thể nó sẽ tùy, nó không, nó sẽ là trong tuần. Đa phần nó sẽ là trong tuần nhiều hơn. Yeah. Rồi, thôi bây giờ cứ làm nội dung đi, xem cái thời điểm đấy có phù hợp với bạn không thì bạn sắp xếp bay vào thôi nhá. Vâng, vâng. Đó, thế Đạt, thu nhập của Đạt một tháng là khoảng bao nhiêu? Em là trung bình 10 triệu. Rồi. Vâng. Mà Đạt, thế vậy bây giờ mình quê gốc của bạn đâu? Ở thành phố Nam Định. Bây giờ mình lên trên Sài Hà Nội là mình ở trọ hay là sao? Vâng, thì Hà Nội làm thì mình ở trọ. Rồi. Đạt có điểm mạnh, điểm yếu gì? Điểm mạnh thì mình hay tìm hiểu những cái mới ấy, ham học hỏi. Yếu thì nhiều hay phân tâm, hay mất tập trung. Tìm hiểu những cái mới, ham học hỏi thì bạn thích tìm hiểu những cái mới về lĩnh vực gì? Về đời sống này, về công nghệ, những cái gì nó mới ra thì mình hay tìm hiểu như này. Cụ thể về cái việc mà bạn hay bị phân vân, mất tập trung ấy, cụ thể nó sẽ là gì? Vâng, ví dụ như mình đang muốn học một cái gì đấy thì mình phải có kế hoạch ấy, thì mình hay vỡ mất kế hoạch. À, thì còn hay vỡ mất. Vâng.
Cái việc mà đăng ký tham gia bạn muốn hẹn hò này thì có phải là một cái kế hoạch của mình không? Cái này thì cũng là một trong cái kế hoạch của mình ấy. Thì cũng mong muốn là có bạn gái tương lai nhưng mà chưa thực hiện được. Tại sao bạn bạn biết đến chương trình và như thế nào và cơ duyên như thế nào bạn đăng ký tham gia chương trình? Chương trình mình thì rất là nổi tiếng rồi, nhiều người quan tâm ạ. Mình xem ở trên YouTube này, xem trên TV này rất là từ lâu rồi. Và lần này thì mới quyết định là đăng ký tham gia. Rồi. Thế trước giờ là bạn có mấy mối tình, tình trường của bạn như thế nào? Mình không có nhiều kinh nghiệm đâu. Thì trước mình yêu một cô bạn bằng tuổi được 6 năm rưỡi thôi. Sau đấy chia tay thì mấy năm nay mình cũng chưa có bạn gái chính thức, lại là gọi là đi chơi uống nước bình thường thôi, không đi đến gọi là yêu đương. Yêu cô bạn gái bằng tuổi đấy là thế vậy có đúng một mối tình duy nhất à? Vâng, nếu mà một chính thức một mối chính thức đúng không? Vâng. Thế 6 năm rưỡi rồi thì lý do gì chia tay? Thì cũng như mọi người thôi, thì ở lâu với nhau ấy, thì mình cãi nhau nhiều ấy, ông mình không chịu đối hiểu nhau ấy, thì dần dần là cái tôi cao quá là chia tay lâu quá thì bạn gái dần dần có người mới, thì thế là xong rồi là tôi thôi. Thường các bạn thường là cái vậy là đợt đấy là chia tay lâu chứ thường thường nếu mà yêu lâu như vậy là người ta cũng thỉnh thoảng lâu lâu lại chia tay một tí à, chia tay không lâu à? Đúng rồi. Thế đợt đấy là mình đã sống cùng nhau chưa? Ra thì sống cùng nhau thì chưa, thì vì mỗi người một công một việc thì cũng chưa sống cùng nhau đâu, gọi là thi thoảng thì cuối tuần thì nghỉ ấy, thì sang nhau chơi thôi. Thế vậy thì đa phần những cái cô gái sau này đạt tìm hiểu ấy thì đi uống nước nhẹ nhàng này kia, nhưng mà thấy có cái điểm gì mà không hợp và mình không tiến tới được nữa? Phần là về phía mình thì thấy tính cách cũng ổn, còn về phần phía cô gái thì đôi khi là mình nói chuyện nó không hợp duyên. Cô gái cũng thích ngại, cô gái hờ hững, sau đấy là cô gái hờ hững. Nghĩa là mình để ý thấy tín hiệu cô gái hờ hững đúng không? Có nhiều cô gái cũng bật đèn xanh như mình, có điều là mình lại cũng không tự tin lắm. Mình không chủ động ấy. Dần dần nhiều lần đi chơi mình không thấy mình chủ động gì nữa, cô gái cũng chán thì thôi. Rồi. Bây giờ Đạt mong muốn tìm một người mẫu người như nào? Thích thì mình thích người cá tính, người ta có nhiều trải nghiệm, cuộc sống sẽ vui hơn. Mà nếu mà thích một cuộc sống ổn định bình yên thì một cô gái hiền lành ngọt ngào thì chắc là thích hơn. Mà mình thì với mình thì kiểu mình cũng khá là đa nhân cách ấy, lúc này lúc kia ấy. Thì với mình thì không có không có cái gì là tốt và không có gì là xấu ấy, thì chỉ cần mình là mình vui và luôn bên cạnh mình thế được rồi, còn lại là với mình thì như nào cũng được, có như là không gì. Nhưng mà bạn nói bạn đa nhân cách ấy, mà mong ý là gu của Đạt là mong muốn là một người cá tính hay là một người hiền chịu lết na hay như thế nào? Mình vừa nói đấy là với cô gái như thế nào thì cũng đều có thế mạnh và có điểm yếu ấy. Thì mình lúc mà mình chia tay bạn gái thì mình đã rất là muốn có một cuộc sống nó lâu dài ấy. Nên là mình cũng tìm hiểu tâm lý của mình, cố gắng học và thấu hiểu cái người bạn đời của mình ấy. Nên là với mình thì dù cá tính hay là hiền lành hay là hiền nhất thứ thì mình nghĩ là mình sẽ sống hòa hợp thôi. Ok. Rồi. Thế về bây giờ mình sẽ nói chuyện với nhau về cái ngoại hình đi, để cho ban biên tập người ta tìm ấy, cho nó sát với lại cái mong muốn của mình trước đã. Còn ok, còn về cái phần tính cách, ý của cậu nói là cậu cỡ nào cậu cũng chơi được hết đúng không?
Đúng rồi. Đúng rồi, thì bây giờ nói chuyện với nhau về ngoại hình đi. Thì nó cũng phải có một số những cái keyword nhất định nhá. Vâng. Để tìm cho nó ít ra thì cũng phải vào khoảng 6 điểm trong mắt Vâng. mình. Về ngoại hình. Ngoại hình thì mũi là dễ nhìn một chút, bạn biết được Đấy. được tóc dài, bán tập tóc 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 dài một chút thì nhìn nữ tính hơn, tóc ngắn Rồi. thì hơi Chiều ác cao tính. thì khoảng bao nhiêu? Chiều cao thì chiều cao con gái trung bình Việt Nam mình tầm 1m6 mà mình thấy 1m5 55 nhiều, Rồi. thì nếu mà được thì 1m6 trở lên là tốt, không thì 1m55 nhìn nhiều cũng quen, Đúng 1m55 rồi. thôi. Rồi bây giờ tuổi tác sao? Tuổi thì mình 31 tuổi rồi thì nhiều con gái nhìn khá là nhanh già, tuổi tác thì cũng suy nghĩ vấn đề này nhiều, vì gia đình của mình thì rất là thoải mái trong việc là Kém con tuổi trai. hơn hay là nhiều tuổi hơn cũng được, tùy bạn. Mình nghĩ là 8 tuổi hơn. Rồi, kém mấy tuổi? Này mình theo phong thủy thì kém tầm 4 tuổi thì sẽ Vậy hợp tuổi hơn. là 96 đúng không? Đúng rồi, 96. Rồi, ok. Bạn ấy thì chắc là đẹp mong muốn là ở Sài Gòn hay Hà Nội hay là ngoài miền Bắc hay là miền Nam cũng được. Cái này thì theo cái điều kiện gia đình nhà mình ấy, thì mình ở đâu cũng được, ở đâu cũng là nhà, vì là gia đình của mình mọi người ở bên nước ngoài hết rồi, ở đây chỉ có mỗi mình thôi, nên là mình đi đâu cũng được, thì biết là mình thấy vui ấy, gia đình đều ủng hộ ấy. Thì kể cả là bạn gái tương lai đó là ở đâu chăng nữa, nếu bạn gái thích ở đâu thì mình cũng phải chuyển hộ khẩu về đấy luôn, không phải gì cả. Nhưng mà Thì ý là bây giờ ấy, thí dụ như bây giờ nếu mà tôi ghép cho bạn ấy, mà tôi đưa cho bạn một cái cô gái ở Sài Gòn thì bạn ok không? mình nghĩ là ok đấy, thì mình cũng Tại vì không như gì thế thì nó rất là khó khăn trong cái việc hẹn hò. Nhưng mà tại vì quan điểm của Đạt là muốn khám phá, muốn chu du kiểu như thế á, rồi. thì sẵn sàng đúng không? Nhưng mà hiện tại thì đang ở Hà Nội thì Hiện tại thì mình công việc đang ở trên này thì mình cũng có thể nghỉ việc đấy được, không việc gì cả, mình làm chỗ khác được, rồi nó phù hợp với cuộc sống mới rồi. rồi ok Đạt nhá. Thì ngày hôm nay để tâm sự nói qua về những cái điều cơ bản đó, xong rồi nếu mà tìm được cái cô gái nào mà phù hợp tiêu chí á thì chương trình sẽ điện thoại lại cho bạn để có biên tập làm việc nội dung rõ ràng hơn với bạn nhá. Ok. Ok nhá. Dạ vâng. Bây giờ thì Bây giờ anh thì giới anh thiệu giới một thiệu số một những số cái những cái thông thông tin tin cơ cơ bản bản về về bản bản thân thân mình. mình, Họ họ tên, ngày tên, tháng ngày năm tháng năm sinh, sinh, công việc công nghề việc nghiệp, nghề nghiệp, quê quán quê nhé. quán nhé. Rồi ok. Anh tên là Trần Đình Dùng. Quê anh là ở Thanh Chương, Nghệ An đấy. Trần Đình Trần Dũng Đình đúng Dũng không? đúng không? Đúng rồi em. Nghệ An. Nghệ An. Sinh ngày 11 tháng 1 năm 80. Dạ vâng. Dạ vâng. Hiện tại Hiện làm công tại việc làm công gì? việc gì? Công việc của anh hiện tại làm bên cơ khí lắp máy ở Vũng Tàu. Hiện Hiện tại đang ở tại đang Vũng ở Vũng Tàu. Tàu. Rồi. Rồi. Anh Anh Dũng, Dũng, anh tự anh tự nhận nhận mình là mình là con con người người mình như thế như nào? nào? Mình có Có điểm mạnh điểm điểm mạnh yếu điểm ra yếu sao? ra sao? Điểm mạnh hả? Điểm mạnh của anh thì anh thấy anh bình thường, vui tính. Còn điểm yếu thì nó chuyện về gái nhạt quá. Xem vâng. Vâng. Là Là ngại nói ngại chuyện nói với chuyện bạn với khác bạn giới. khác giới. Đúng rồi, không được tín lắm ấy.
Anh Anh vào Vũng vào Tàu như Vũng Tàu này như thì là này anh thì đang là ở anh đang trọ ở hay trọ sao? hay sao? Anh đứng ở trò ấy. Dạ vâng. Dạ vâng. Thu nhập Thu của nhập anh của anh cơ khí cơ lấp khí máy lấp là máy là trung bình là trung bao bình nhiêu là tiền bao tháng? tiền tháng? 18 đến 20 triệu ấy. 18 tới 20. Anh có Anh điểm có điểm mạnh điểm mạnh yếu điểm gì? yếu gì? Điểm mạnh thì nói chung anh sống hòa đồng với mọi người, tính cách thì vui vẻ, nói chung là một người dễ sống lắm. Nhưng mà điểm yếu của anh thì bề ngoài thì được, nhưng mà bước vào nói chuyện con gái thì anh cũng không có được cho mạnh mẽ lắm. Em cũng Em thấy cũng anh thấy anh rất là rất nghiêm là túc, nghiêm túc, nhìn nhìn chỉn chỉn chu chu mà mà đâu có gì đâu đâu có mà gì đâu mà ngạo hổng lắm hổng cho lắm nên so tôi với con mấy đứa gái. con gái. Thế Thế anh đã anh từng đã từng trải qua cuộc trải qua hôn cuộc nhân nào hôn chưa? nhân nào chưa? Có em, anh có một lần vợ lấy vợ cách đây khoảng 10 năm đấy, chia tay 10 năm rồi. Anh với chị Anh với sống chị với nhau sống mấy với nhau năm? mấy năm? 6 năm em. Có cháu Có nào cháu chưa? nào chưa? Chưa em. Dạ Dạ vâng. vâng. Lý Còn do lý mà anh do mà chị anh chia chị tay? chia tay? Lý do thì nói chung vợ anh cũng là một người tốt, nhưng mà do cái điều kiện cuộc sống nói chung cũng có những mấy việc nó tệ nhì lắm. Tiện chia sẻ Chia được sẻ không? nó Ở trên ở này trên chỉ này có chỉ biên có ban biên biên tập ban của biên chương tập của trình chương trình thôi, thôi, tại vì bọn tại em vì phải bọn em phải hiểu cái hiểu vấn cái vấn đề, đề chứ chứ không có không công có khai công khai thì thì trên mạng ở đăng trên như mạng nào như được, rồi nào. tại vì ngày xưa thì anh dùng cùng là kinh doanh bốn bạn ở Sài Gòn quận 7 em, rồi cuộc sống nói chung cứ đi đi sớm về muộn với lại đi sớm về muộn với lại anh kinh doanh bữa quán xã cà phê ở ngay chỗ xã ngân hàng á, nên giữa vợ chồng còn như cái khúc mắc sau này anh thấy cuộc sống nó không được nữa, nói chung rồi hai vợ chồng đồng ý chia tay với nhau chứ chẳng có vấn đề gì nặng cả. Có nghĩa Có là anh nghĩa là không anh dành không thời dành thời gian gian cho gia cho đình gia anh đình đúng anh không? đúng không? Đúng rồi, cái thời gian đó anh còn công việc nhiều quá sau này. Dạ vâng. Rồi Bây bây giờ giờ thế này thế sau này khi mà sau chia khi mà tay chia tay vợ vợ 10 năm 10 rồi năm mà rồi mà anh anh có mấy có mối mấy khác mối rồi? khác rồi cùng chưa có đâu em, tại vì khi sau cái thời gian đó anh làm anh kiểu nó thất bại, có nhiều cái trong cái kinh tế nó bị thua thất bại nhiều đường, cái anh cùng tức là kiểu mình cảm thấy nó chán chán á, mình nản nản nên đến giờ luôn anh chẳng có quen ai, đi chơi bạn bè vui rồi thôi chứ con tiểu đường anh chưa nữa. Dạ vâng. Giỏi Giỏi nha. nhá. Bây giờ Bây anh giờ anh đang mong chương chương trình trình tìm tìm một cho một cho mình mình mẫu người như mẫu người nào? như nào. Anh dùng thì chỉ mong người họ thương mình thật lòng thôi, vì lại tốt nhất thì tìm được người nào mẹ đơn thân có được con thì anh càng vui nữa, tại vì Dạ vâng. vâng. Về Về ngoại hình ngoại một hình chút một chút xíu đi xíu anh. đi anh. Anh Anh mong muốn mong ngoại muốn hình ngoại như hình như nào? nào? Không, anh cảm thấy bình thường, miệt sáo họ có họ gần gũi, họ 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 có trách nhiệm người chúng vợ chồng sống nó, tại vì anh cũng về 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 mà anh chỉ cần người ta biết sống sống một cuộc sống gọi là gần gũi với nhau được rồi, chia sẻ với nhau được Dạ rồi. rồi. Về tuổi Về tác. tuổi tác. Tuổi tác thì ngân ngang ấy nhưng được rồi xuống được rồi em không đặt nặng lắm. Vâng. Vâng. Vùng Ở vùng miền thì miền anh thì có anh có kỵ kỵ vùng nào vùng không? nào không? Sao em? Vùng Vùng miền ấy, miền về ấy, vùng về vùng miền ấy, miền ấy, anh có anh có không thích không vùng thích miền vùng nào miền không? nào không? Vùng miền nào cũng được, nhưng mà tốt nhất nếu có em khu vực miền Trung hoặc là nở cho anh thì càng tốt, không vùng miền nào cũng được, hợp nhau là được các em. Vâng, Vâng, em cũng em đang cũng đang muốn muốn tìm tìm một cái một cái người người mà mà người người ta ta ở ở Vũng Vũng Tàu Tàu
Đúng rồi, chỗ của anh của anh luôn. luôn. Ừ. Đã. Để có hẹn Có hẹn hò hò trước trước ra ra rồi rồi tính. tính. Anh ở Anh ở vùng vùng nào ở nào ở Vũng Vũng Tàu? Tàu? Anh ở đường 34 em ạ. À, À, cũng cũng thành thành phố rồi phố đúng rồi không? đúng không? Ờ. Dạ, Dạ, rồi rồi ok ok anh anh Dũng nhé. Dũng nhé. Rồi cảm ơn Thì anh. khi nào Khi mà nào mà chương chương trình trình tìm được tìm những được người những mà người mà phù phù hợp hợp thì thì sẽ sẽ alo lại alo cho lại anh cho người anh biên người tập sẽ biên tập làm sẽ nội làm dung nội cho. dung cho. Rồi ok. Dạ Dạ vâng. vâng. Em cảm ơn Em Dũng. cảm ơn Dũng. Tín hiệu bên em hả? Đúng nha. Chào chị. Dạ rồi. Rồi. Anh cho xin họ và tên, công việc, quê quán và năm sinh của mình nhé. Hiện tại đang ở đâu? À, mình ở Long An nè. Họ tên anh ơi. Con người quen nè. Sinh 14 tháng 1 1997. Anh là cái Mình gì cơ? ở nhà mình làm của gia đình, mình làm dân, mình làm nông á. Anh nói to to xíu cho em nghe tên của anh với xong họ tên của anh. Rồi đúng rồi, anh cầm Dạ cái dạ. mic lên đi. Họ Dạ tên, mình tuổi, tên là quê quán. mình tên là Cao Nhật Quang ạ. À. Rồi. Ở quê quán Cày Lậy Tiền Giang ạ. À. Hiện tại mình đang ở Thạnh Hóa Long An ạ. À. Rồi. Anh Quang sinh năm bao nhiêu? Dạ 14 tháng giêng 1991 ạ. À. Rồi. Hiện tại Quang làm gì? À Công việc sao không? của Quang làm gì? Dạ hiện tại mình đang làm nông ạ. Làm nông tại nhà hay sao? Dạ Cụ thể tại công việc dạ của bạn. dạ tại nhà trồng trồng cây lúa anh. Trong cây lúa. Rồi. Rồi. Thu nhập thì sẽ tính như thế nào Quang? Thu nhập cũng tầm khoảng cỡ 5 triệu đó lên à, một tháng á, trong một tháng anh à. Ừ, thu nhập trung bình là 5 triệu một tháng. Rồi, vậy là mình ở tại nhà mình ở Long An luôn. Nhà cửa Dạ tại Long An luôn. dạ đúng rồi. Rồi. Bạn mong muốn tìm bạn gái như nào? Trước giờ anh đã từng có hôn nhân, từng lấy vợ chưa? Dạ chưa Có nhiều mối tình không? à, cũng cũng không nhiều á, tại vì hiện tại mình ít có đi đi chơi ở ngoài á, ít giao lưu nên cũng ít bạn à. Nhưng mà trước giờ là mấy mối tình không? À, khoảng 2 mối ạ. Khoảng 2 mối tình. Rồi, mối tình sâu sắc nhất của anh là thời gian bao nhiêu lâu? Khoảng 1 năm mấy. Thế cái mối tình đấy tại sao chia tay? Chắc có lẽ là không hợp hay sao, Không hợp cũng thì vấn đề gì? tìm hiểu rồi rồi, không hợp với tính tính cách quá. Rồi bây giờ anh muốn chương trình tìm cho mình mẫu người như nào? Một người bạn nữ tầm khoảng 25 đến 32, Rồi. ốm mà ốm à, Ổn. Đi hết. nói chuyện tầm mà hiền à. Rồi, còn gì nữa không? Chiều cao tầm khoảng 1m6 đổ lại ạ. À. Rồi anh chủ động nói đi anh ơi. Còn cân nặng tầm 45 đến 50 kg ạ. À. Rồi, Còn ok. còn nghe giá luôn Còn gì đâu anh? ạ. Còn nghề nghiệp thì công nhân hay gì được ạ. Tuổi tác sao? Lớn tuổi hơn hoặc là nhỏ tuổi hơn? À, nhỏ tuổi hơn ạ. Ok anh nhé thì Dạ, vâng. đặc biệt là chưa có gia đình. Chưa có gia đình.
Ok, nếu tìm được bạn gái phù hợp thì chương trình sẽ liên hệ lại với anh ạ. Dạ vâng ạ. Cảm ơn anh.